Cái vách thì bên nhà em làm là vách liền và làm dày là 3 phân, đục là đục tê. Đấy, cột liền và làm dày đây. Đo qua xem được. Dày 16 phân các bạn. Dày 16 phân. 16 của nhà em đây là cột siêu cong và làm dày là cột 16 nhá, cột liền nhá. Và cong ra là 40 phân các bạn. Cả phu bì là đi 40 phân luôn. Mặt làm xẻ nguyên một tấm và làm dày là 2 phân, đục chạm khắc thuận buồm xuôi gió nha mọi người nhá. Rất là khủng. Mẫu Tần Hiểu Hoàng của nhà em vừa ra lò đây. Vâng, Đồ Gỗ Văn Biên kính chào quý khách. Và hiện tại thì là em đang có mặt tại xưởng sản xuất mộc của Đồ Gỗ Văn Biên. Thì hôm nay em sẽ quay một video clip giới thiệu đến tất cả các quý vị khách hàng một mẫu bàn ghế phòng khách hàng siêu khủng, siêu VIP của nhà em vừa mới ra lò, là một bộ Tần Thủy Hoàng cột 16 nha các bác nha. Được làm chất liệu gỗ hương đá Lam Phi 100%. Thì cái bộ Tần Thủy Hoàng cột 16 này của nhà em làm là bao gồm là 8 món, gồm một chiếc đoạn dài và hai chiếc ghế đơn, một chiếc bàn to và hai chiếc đôn kẹp cao, và cuối kia là hai chiếc đôn thấp. Và trước khi đi vào bên trong và thông số lẫn chi tiết của bộ sản phẩm Tần Thủy Hoàng cột 16 hàng khủng, hàng VIP của nhà em, thì là các bác ấy bỏ ra khoảng 5 đến 10 phút để xem em review hết cái sản phẩm này, nó gì hot và có gì đặc biệt nhé các bác nhá. Đấy, thì là cái mẫu Tần Thủy Hoàng này trong thời gian vừa qua thì là được bên nhà em được rất nhiều khách hàng tin dùng và sử dụng nhé các bạn. Đây, em sẽ quay luôn. Thì cái bộ Tần Thủy Hoàng cột 16 này thì bên nhà em làm là theo quy cách là hàng cột liền, yếm liền, cột siêu cong các bạn. Cột siêu cong, trương bên em cũng làm là trương liền, và vách là bên em làm là vách liền, và là đục kênh bong, đục te các bác nhá. Dày là dày 3 phân, khuôn tranh dày 5 phân và mặt làm dày đủ 2 phân nha các bác nhá. Ở đây, đầu tiên em sẽ quay lại gần đây. Cái đoạn dài thì bên nhà em làm với kích thước là dài là 3m17 các bác nhá. Đây, anh đo cho em đây. Dài 3m17 là kích thước cả phủ bì nhé các bác nhá. Là dài 3m17, đo kịch là 3m17. Đấy, các bác nhìn đây. Và rộng thì bên nhà em làm là rộng 90 các bạn. Rộng 90, đây anh đo luôn cho em. Đây, em đo luôn cho mọi người xem nhá. Rộng 90 các bạn, đây. Đấy, rộng 90 luôn. Và hàng là toàn bộ đều được bên nhà em là hàng tuyển chọn gỗ và tuyển chọn vân nha các bác nhá. Cái gỗ hương đá này thì là nó thuộc loại gỗ mà tốt nhất của dòng Lam Phi hiện nay rồi. Các bác dùng càng lâu thì sẽ giá trị sẽ càng cao. Đây, thì em xin giới thiệu luôn các bác là trương thì là bên nhà em làm là trương cuốn thư, đục trương cuốn thư làm trương liền nha các bác nhá. Trương cuốn thư liền và chạm khắc rơi. Đấy, mọi người xem đây. Cả ba trương đều là trương cuốn thư liền. Và trương thì bên nhà em làm thì rất là dày luôn các bác ạ. Trương này làm dày. Trương này em đo cho các bạn luôn này. Trương dày 7 phân các bác nhá. Dày 7 phân. Đấy. Và đến với cái vách. Cái vách thì bên nhà em làm là vách liền và làm dày là 3 phân, đục là đục te. Đây. Đục rất là sâu luôn các bạn. Sâu rơi vào là 2 phân rưỡi nha các bác nhá. Đục sâu vào trong, từ sâu vào ngoài vào trong là 2 phân rưỡi, và đục là đục te. Đây các bác nhìn xem đây. Vách thì bên nhà em đục là tứ quý, phúc lộc thọ. À quên mất. Em xin lỗi các bác, là vách đục tứ quý, tùng trúc bông mai nha các bác nhá. Tượng trưng cho bốn mùa là xuân hạ thu đông. Đây các bạn xem đây, em quay cho các bác chiêm ngưỡng đây. Và cột là bên em làm là cột liền các bạn, cột liền. Đây. Đấy, cột liền và làm dày đây. Em đo qua xem đây. Dày 16 phân các bạn, dày 16 phân, cột đục nghe liền trên đầu. Đấy. 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 Và bên riêng em là dày 10 phân các bác nhá. Dày 10 phân luôn. Đấy, em review cho các bác xem. Và đến với cái cột. Đây, các bác nhìn thấy cái cột đây, cái điểm nhấn của bộ Tần Thủy Hoàng 16 của nhà em đây là cột siêu cong và làm dày là cột 16 nhá, cột liền nhá. Và cong ra là 40 phân các bạn. Cả phù bì là đi 40 phân luôn. Cột là cột siêu cong, hàng siêu khủng nhà em vừa ra lò. Đấy. Và đến với cái mặt. Mặt thì bên nhà em làm dày là 2 phân đủ các bác nhá. Dày 2 phân các bạn, dày 2 phân. Dày 2 phân luôn các bạn, mặt xẻ nguyên một tấm dày 2 phân. Và đến khuôn tranh. Cái khuôn tranh này bên nhà em làm dày 5 phân các bác nhá. Dày 5 phân đây. Em đo các bác xem luôn, dày 5 phân. Đấy. Khuôn tranh và yếm được bên nhà em làm bo cong các bạn. Yếm dày 5 phân. Yếm dày 5 phân luôn nhá. Yếm tiền cũng dày 5 phân luôn các bạn. Yếm dày 5 phân luôn. Đấy. Và yếm đục hoa là tây và làm bo cong các bạn. Nhìn dáng tần của nhà em thì rất là dẻo luôn. Và chân. Đấy. Tất cả yếm là bên nhà em làm dày 5 phân các bác nhá. Và đến với cái chân đây. Em đo cho các bác nhé. Chân là chân đủ 16 luôn các bác nhé. Chân 16. Chân 16 luôn các bạn. Hàng siêu khủng của nhà em vừa ra lò. Đấy, em sẽ quay luôn qua cái mặt so cho các bác xem đây. Hôm nay em quay cho các bác xem một cái video clip để em làm một cái video clip để cho mọi người lên chiêm ngưỡng và tham khảo bộ Tần Thủy Hoàng cột 16 của nhà em. Cái mặt so thì của nhà em làm thì đẹp thì không khác gì cái mặt trước luôn các bạn. Hàng gỗ và vân rất là đều mò. Đấy, quay cho các bác xem chiêm ngưỡng. Mà đến với sản phẩm thứ hai.
là một chiếc bàn to thì bên nhà em làm là rộng 1m07 các bạn nhá. Rộng 1m07. Đây, rộng 1m07 và mặt là xẻ nguyên một tấm. Dài là 1m87. Dài 1m87 các bạn nhá. Hàng siêu khủng nhà em. Tần thì hoàng, cột 16. Và mặt là bên nhà em là đục là thuận buồm xuôi gió. Đây, mặt đục thuận buồm xuôi gió các bạn ạ. Mặt làm xẻ nguyên một tấm và làm dày là 2 phân, đục chạm khắc thuận buồm xuôi gió nha mọi người nhá. Rất là khủng, mẫu tần thủy hoàng của nhà em vừa ra lò đây. Đấy, đục thuận buồm xuôi gió và dày là dày 2 phân. Và bàn ở bên nhà em làm là bàn đấu nguyên kéo. Khuôn tranh là cũng làm dày là 5 phân. Khuôn tranh làm dày 5 phân các bạn nhá. Đấy, yếm bên nhà em cũng làm dày là 5 phân luôn các bạn. Yếm làm dày 5 phân và yếm là yếm liền. Yếm đục hoa là tây. Đấy, thì các bác mà xem được video clip này của em mà thấy hay thì là các bác hãy cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh nhá. Và đây thì em xin giới thiệu luôn các bác là đến với hai chiếc ghế đơn thì bên nhà em làm với đồng một kích thước là 90 nhân với cả 1m47 các bác nhá. Cao là 1m50 kích thước cả phụ bì. Đây, các bác nhìn đây. Cái ghế đây rất là to luôn các bạn. Bộ bàn ghế này thì các bác có những mẫu phung không gian nhà khách rộng thì kê vào là cực kỳ đẳng cấp luôn các bạn. Cao là 1m50 nha các bác nhá. Và trương là bên nhà em làm là trương cuốn thư liền đục rơi. Trương cuốn thư liền các bác nhá. Liền đục rơi và dày là dày 7 phân bên ria đây. Dày 7 phân các bạn. Kể cả các cái đố tay luôn đây, nhà em bên làm rất là dày luôn. Đấy. Dày 4 phân nha các bác nhá. Đây các cái đố đây, làm dày 4 phân luôn. Hàng siêu khủng nha em. Vách thì bên nhà em làm là vách liền và làm dày là 3 phân, hàng là hàng đục te các bác nhá. Hàng đục te đây. Các bác hãy chiêm ngưỡng đây. Rất là VIP. Đấy. Và đến với đây. Và đến với cái lắc te. Cái lắc te của nhà em cũng làm là lắc te liền nha mọi người nhá. Liền mà làm là nếu mà đo cái phủ bì thì là được làm 6 phân, nhưng mà đo nếu mà tính tổng ra cái lè mà đến là 10 phân các bạn. Làm liền luôn, làm dày 10 phân là đây này, nên em làm là bo cong. Đấy, nếu mà tính tổng ra là phải dày đến 10 phân các bạn. Và đến cái pháo. Cái pháo là bên nhà em làm là pháo một bên 10 và một bên 9 các bạn nhá. Siêu khủng của nhà em. Đấy, và đến mặt. Mặt là bên nhà em làm dày là 2 phân. Dày 2 phân và khuôn tranh làm dày là 5 phân các bạn. Khuôn tranh ghế làm dày 5 phân. Và yếm bên nhà em làm là yếm liền làm dày 5 phân. Đây, yếm đục hoa là tây. Đấy, em quay cho các bác xem. Cột là cột siêu cong và làm giờ cột siêu cong là cột không tâm các bác nhá. Cột không tâm. Đấy, siêu cong. Cong từ ngoài tay vào trong tay là 40 phân các bạn. 40 phân đấy các bạn. Rất là khủng. Đấy, các bạn xem đây. Đấy, và đến cái mặt so luôn. Em quay luôn cái mặt so cho các bác xem. Đây. Các bác nhìn thấy bộ này thì vân thì rất là đẹp. Và đến với sản phẩm thứ 7 và sản phẩm thứ 8 nhà em là hai chiếc đôn kẹp cao. Đây thì em đo luôn các bác là một chiều thì bên nhà em làm 55 và một chiều làm 1m. 1m1 nha các bác nhá, 1m17, 1m07, 1m07 nhân với cả 55 và đôn thì bên nhà em cũng làm là đục là thuận buồm xuôi gió nha các bác nhá. Đây là đôn kẹp cao và một chiếc đôn kẹp ghế nữa. Thì là mặt là bên nhà em làm dày là 2 phân, đục thuận buồm xuôi gió, đục thì rất là sâu các bạn ạ, chiêm ngưỡng đây. Và khuôn tranh là bên nhà em làm dày là 5 phân. Yếm cũng làm dày 5 phân các nhá. Và đôn này bên nhà em làm là đôn 2 tầng đây. Các bạn xem, cái điều đặc biệt đây của chiếc đôn đây. Thì đây, cái hai từ cái tầng dưới này thì các bác có thể để đồ được rất là tiện lợi luôn. Đấy, và đôn bên nhà em cũng làm là đôn ngăn kéo để cho các bác kéo ra cái vào đồ nhá. Đấy, chân thì bên nhà em làm là chân siêu cong các bạn, chân siêu cong và là chân thì chân bên em là chân 12 nhé, chân đôn là chân 12 nhé, của chân bàn, chân ghế với cả chân bàn và chân đoản là chân 16 các bạn, đây chân 12 luôn. Đấy, và đến với chiếc đôn kẹp ghế đây, em quay luôn các bác luôn đây. Là chiếc đôn kẹp ghế này bên nhà em cũng làm với kích thước là 55 và nhân với cả 80 các bạn, 55 nhân 80 và mặt là đục thuận buồm xuôi gió, dày là 2 phân, xẻ nguyên một tấm dày 2 phân và khuôn tranh làm dày 5 phân. Đôn là bên nhà em làm là đôn ngân kéo nha các bác nhá. Đấy, yếm là yếm liền và dày 5 phân. Đấy, các bạn xem đây. Và đến hai sản phẩm cuối cùng là hai chiếc đôn thấp là có kích thước là 55 x 55. 55 x 55 các bác nhá. Mặt làm là xẻ nguyên một tấm dày là 2 phân. Dày 2 phân và khuôn tranh làm dày 5 phân các bạn. Yếm là bên làm là yếm liền đục hoa là tây. Đấy. Đấy thì các bác mà xem được video clip này của em mà có những đóng góp ý kiến gì ấy, thì là hãy comment thì phần bình luận giúp em nhá. Để em làm những video sau em sẽ cố gắng làm hay nhất có thể thôi. Và bên nhà em xin cam kết đến tất cả các quý vị khách hàng nhé, là bộ tần thủy hoàng cột 16, hàng siêu khủng siêu VIP này ở bên nhà em làm là hoàn toàn từ chất liệu gỗ hương đá Lam Phi lục lõi 100% nha các bác nhé. Không pha một chút sợi rác vào để các bác yên tâm dùng đồ gỗ bên nhà em. Thì
các bác muốn đặt hàng hoặc là muốn tư vấn trực tiếp để mua những bộ sản phẩm khủng VIP như này thì các bác hãy liên hệ với hotline của em là 0961, đang đi trên biển đây, 0961 19 0000, hoặc là đến trực tiếp cơ sở nhà em để xem từ mộc cho đến hoàn thiện. Là địa chỉ nhà em là cạnh kia sang Cầu Bài, thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, đi trên biển đây đấy. Và em xin dừng video clip tại đây và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Xin chào.